Nên xin chào cô chú anh chị ha. Thì bữa nay tiếp tục nên đặt chuột, đặt cũng cái khu hôm qua nên đặt ha. Thì hôm qua nên cũng đặt ở đây nè. Hôm qua thì nên đặt theo bờ này, mớ rồi với ra bờ đê nhỏ, ra tuốt ngoài khúc ngoài đó. Rồi bữa nay cái nên nối từ đó nên đặt tuốt qua tới bên kia luôn, tới cái hàng chuối ở bên đó đó, dòng qua bên đó, dòng lên cái đám còng đó đó, đống còng, đám cây bự bự ngay chân đây nè, ngay chân tay anh chỉ nè. Nay nên đặt lội lên đến đó, lội muốn sạc háng luôn, lội quá chừng lội. Thì bữa nay nên tranh thủ nên đặt sớm, tại sợ trời chiều trời mưa của chú anh chị, cho nên mưa cái bắt đầu cái mình không có thấy đường, mình đặt cái mình đặt thí đại không à, cũng không dính được nhiều. Thì còn nắng vậy nè, mình chịu cực dân nắng, mình đặt cho nó có hiệu quả chút xíu. Thì giờ này thì nên cũng đã đặt xong rồi. Giờ này cũng còn sớm nên đã đặt xong rồi. Bây giờ nên đi vô, đi vô cái vườn mít này, tự ngoái nên lội vô trong này, giác gặp ra tự ngoái lội vô, vô cái vườn mít này. Vườn mít người ta vườn mít này người ta chặt mít nhóc vậy nè, ta chặt mít ta tiễn á cô chú anh chị. Kìa có ai lụm trái mít ăn rồi, ăn nửa trái còn nửa trái bỏ rồi. Ta tiễn mấy trái mít nè, đều đều cho nhỏ, đều đều nhỏ nhỏ vậy nè, là người ta bỏ. Nên bỏ cái vỏ đây nè, sáng cái đi ra hai chồng đi gom, để em thôi mình xách vô chồng cái mất công xách ra lại. Đây ta bỏ mít nhóc hết trơn, rồi có trái nào chín không, lụm vô xẻ quất. Nên thấy có cái mùi thơm thơm á, mấy trái mít nè, không có thơm, mít đã bỏ nhóc luôn. Có nhiều khi trái nó chín, nó trái nó bị già cô chú anh chị, nó già trái mà nó kiểu như nó nhỏ nè. Nhưng mấy trái này nè, mấy trái này thì chưa ha, có mấy trái nó già, nó già trái rồi là bỏ. Nhiều trái này nè, trái này gì là già mít rồi nè, gai nở thẳng băng, thẳng băng chân chưa nè. Nhưng mấy cái này nè nó cũng già mít rồi, mà tại nó bị đèo rồi. Thời gian anh sẽ tạm dừng đây ha, nên đi vô rồi nên hẹn cô chú anh chị lại sáng mai ha. Sáng mai nào nên đi thăm, đi cũng gặp á, rồi nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem. Nên xin chào cô chú anh chị ngày mới ha. Nên quen dòng phong cảnh buổi sáng của chú anh chị. Ngoài đồng không hiu quạnh. Đây nên không biết chắc chuẩn bị là cũng chuẩn bị xạ lại rồi. Có em. Nhìn thấy không? Bên đây mấy cái nè. Đến qua anh gom cho. Thì ngày mới nên cũng xin chúc cô chú anh chị em
có một ngày mới luôn sức khỏe dồi dào rồi luôn ha, gặp nhiều may mắn ha. Tối thì nên không có đi thăm, giờ nên đặt thì không có thăm tối của chú anh chị, để ngày sáng thăm luôn à. Tại vì giờ đặt đồng cũ giờ đặt mót không à, cũng hên xui lắm, cho nên cũng không có đi thăm, để sáng cuốn luôn cho nó khỏe hai cái cặp giò. Cho đây mình lội đi đặt, lội đi đặt cái tối lội đi thăm nữa, thì sáng lội đi cuốn cái nữa đuối, tại nên đặt cũng hơi xa, đặt xa chứ không có đặt gần, đặt lúc đi trên kia luôn rồi vòng quanh kia nữa. Nhìn đặt 200 cái lội xỉn sò luôn. Ồ, mấy cái này có chuột mà nó không chạy ra đường này, ổn ghê, chút bớt luôn, có dấu chuột chạy bong bóng mà không dính, nó chắn cỏ nghe chắn gốc, chạy qua đây nữa mà cũng không dính luôn, nhưng không biết con chuột này nó chạy đường nào nữa. Nên không biết nó chạy đường nào, chắc nó chạy cặp má. Có cắn cỏ là gai, nhưng má tại đây không có cỏ cũng khó me đường đặt, không có me được đường của nó, cho nên đặt cũng hơi khó, phải có cỏ mình nhìn theo cái đường cỏ dễ đặt. Con này nó trống trơn, khó đặt được, trống trơn liền vậy, không có miếng cỏ nữa. Có và nhớ anh có nhớ có đặt trong này một hai cái gì phải không ta? Ừ. Nãy con cái bẫy ngay chân cái chỗ này nha. Anh đặt ngay chân chưa? Ngay chân chỗ đó đâu mất tiêu, bẫy. Kiếm hoài không gặp cái bẫy. Cái bẫy kiếm hoài không gặp. Chỗ này trống trơn mà không thấy cái bẫy luôn, không biết con gì thả lôi mất tiêu bẫy à. Hả? Kiếm không thấy cái bẫy luôn nè. Bẫy nó chết luôn. Ồ, dính chuột bự quá. Chuột bên kia. Ồ, đây còn nữa. 5 khiêu gậy nhỏ. Đó, như thẳng trái luôn á. Bịp bịp kêu. Co. Đừng co hả? Hả? Đường mương có nó nè. Dạ. Này là vườn chuối chứ không gì. Ngoài đây trồng chuối, trong đây trồng đu đủ, trồng chanh, trồng lúm nha. Ba con, bốn con luôn. Bốn cái, bốn con liên tiếp. Nào. Cái nằm dính luôn hả?
chỗ này là gì, chỗ này còn ghim nè, cái thứ sáu dính luôn kìa, ổ đó dính nữa kìa chú nha, cái vườn chuối này dính liền cái luôn đó, cái thứ bảy chết buồn rồi, cái này chết luôn, cái này đường mòn cũng im ghê luôn mà chết, cái này dính nè. Chỗ này thì nên bắt quay về hả cô chú anh chị, bắt quay đi có quay về á, tại ăn bên này người ta xới hết rồi, đây ngon nữa, không bùa không đổ đây đi anh, đổ đây sắp là hả? Nặng quá rồi, thì đổ đây nè, dùng đó hả, mát hả? Ừ cũng được, cho bà xã nên đổ ra sắp lại chứ gì, sắp lại như bên đây là giỏ đó vậy. Bên đây có con giỏ hả, dắt bên kia giỏ, ủa bên đây giỏ mấy vậy, dưỡng eo luôn hả, đặt bạch tên dưỡng eo hả, chuột dưỡng eo mấy chuột đực dưỡng eo thì tôi nói còn nói được, tại vì chuột đực nó mới dưỡng eo đâu, nó chạy nhảy nhiều nó dưỡng eo, chuột cái có dưỡng eo đâu, nhảy thì cũng không nhảy, chạy cũng không chạy, chạy nhảy chạy nhảy mấy được con. Chó tha con người ta cái gặp mất tiêu đó, chứ không hoài không gặp nó đi, bây giờ mình vòng vòng kiếm ở ngoài ruộng cũng không thấy cái gặp luôn, tàn hình đâu, gặp làm như là có phép tàn hình. Mắc một cái rập, mắc một con chuột, có thấy đi giờ, bây giờ hai chồng mình cũng dắt vô tới này nè, lúc lúc Mỹ bên kia luôn mình dắt qua, muốn thở oxy chính là bỏ, còn bỏ ở ngoài, ở ngoài ngay chân cái đầu cầu nãy nên đi qua
nên bỏ ngoài đó vỏ, không dắt vô, vỏ gặp không, vỏ này gặp chuột. Đám đuối kiến cắn lúa bà nội nó dơ luôn kìa. Kiến cắn hả? Lửa cắn à. Cắn lại nó, nó cắn mình cắn nó. Chuột bự có, chuột nhỏ có. Cũng được bảy mấy con. Mấy con này hơn tôi rồi. Sao hơn không được. Sao hơn không? Hơn tôi. Có. Không hơn ông. Căn mới biết. Không hơn. Tôi có 6.5 à. Không. Mấy cái căn mới biết bộ ơi. Căn mới biết. Này, để nên đổ ra tiếp bà xã nè. Nhỏ đâu. Đây luôn đi. Khoanh như chị của tôi. Khoanh như chị bỏ túi đâu kêu. Lọt ở chỗ nó lọt á. Mày đưa ông của trường. Biết không mà, tôi biết không mà. Ông lấy chuột mà ông hỏi ông nó không biết. Lấy chuột mà nó không biết. Bỏ bán rồi, tôi có bán rồi, tôi biết con thằng. Ông lại gì quả? Bỏ bán rồi. Bỏ bán rồi, bán cho. Căn về tôi đặt về bán bắt đầu là không biết bán được hay không biết đâu rồi, hỏi tôi. Bữa hổm thì đưa tiền, bữa nay thì không biết rồi ha. Ừ. Ngứa đầu chứ ngứa tôi mới chạy trò nè. Nước ăn. Thôi nước ăn, cứ cắn thì quên nữa. Ngứa khó chịu lắm. Ngứa chỗ chỗ cái giò này. Răng này ngứa khó chịu đã hoài. Ý gì vậy kêu vậy đó, còn chưa thức đi góp nữa đó. Chúc bà gì mà chở bao dịp chưa bà xui. Không ăn cái nào bà thấy mớ đi. Mới cho bà làm kem mà nhịn mớ đi. Trống hết trống ăn đi. Để cho mớ làm kem đi. Thôi. Kem chuối bà làm ăn rồi. Ngắn rồi. Hồi nãy hình như hồi sớm có xe gặp phải không chừng? Gặp đâu? Cái xe mà chở hai vỏ tôi thấy có cờ nữa đó. Biết rồi. Lúc ông mà đứng ở đây nè. Chở hai vỏ đó là người ta chở gãy đâu thằng ơi. Nói không có chuột con chứ em thấy chuột con nhóc không chồng. Ừ. Có chứ sao không có, tại chuột nó không được nhỏ, mấy bự, con kia bự kìa. Con dính ra đuôi, hai con đó là bự hết trơn rồi. Không phải con kia. Ồ, mấy đứa bành ký chứ. Cái này cũng được 1 ký rồi. Mấy đứa bự chứ rồi. Con nó nhỏ, ừ. 1 ký rồi. Đặt ông 7-5 ký rồi. Đúng rồi. Ủa là gặp nó là không phải. Căng thế kìa, dạ, được như vậy. Đó rồi, căng rồi. Kìa bên trường kìa. Mới lục pin thay vô đó ba. Còn pin hết trơn pin. Ta tới một cặp lần đó. Cái cục mà, thấy cái cục lẻ bỗng lấy ra cục rồi làm chi. Bữa hổm mua chai gì? Chai xịt mũi. Dạ yeah. 8.2 kg. Được cho 6 kg. 6 kg với mới chuột nhỏ nó cũng 6 kg mấy. 6.2 kg, 6.3 kg. Thì bữa nay nên tổng cộng cũng được 6 ký ngoài các chú anh chị. Nhiều đó cũng đỡ khổ, ruộng cũ mà. Không cần mơ ước nhiều. Ừ. 5 ngày là bữa kiếm được 5-6 ký cũng im mà.
Rồi thì nên cũng xin tạm dừng video đây ha. Thì đi vô cái gì bác hai? Chạy vô luôn hả? Nên cũng cảm ơn cô chú anh chị cũng đã bỏ thời gian theo về chồng nên trải nghiệm mấy chuột ha. Chồng nên cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye.